test nhẹ cho anh em tham khảo. Còn khoảng 10 là một khu nội thái bên nội độ xem nha, em ru nha. Đó, xe này em làm là đi của nội thái. Rồi, chào anh em quay để 110 nha. Em review cho anh em tham khảo cấu hình lên combo cái bộ nội thái. À, con này thì nó xài cái máy của thằng Future anh em 125 nha. Em đi của mình cái bộ nồi thái dòng Future ha. Rồi, cái nồi cũ cho anh em coi sơ qua để cho anh em nắm cấu hình của nồi cũ nè. Cái chuông và sạc chuông rất nhiều không còn phản nè. Bố thì đang xài bố dán bị chạm mòn và chai bố chạy nó lì rung giật nha. Phần cái nồi sau bố sắt lô, bào bố tuột nồi nè. Và phần cái bố sắt nè, sắt lô cái lỗ này sẽ vào hết bố của anh em nha. Đó. Cái lò xo thì bị lúng xe là không còn được không ha. Thì cấu hình này thì em sẽ chuyển sang em xài cấu hình cái nồi thái cho anh em chạy cho nó nhẹ bền nha. Còn một cái chuông nồi như thế này trắng đẹp không mới ha. Đó, chuông thái thì mã số rõ ràng, còn cái chuông lô thì không có nha. Và phần bố làm đi nguyên cùng bố thái nè. Đó, 1 2 3, em đi là bố dinh thái rất bền ha. Phần cái bộ nồi sau đi xe là combo full là 4 lá bố nồi dinh thái bản lớn nha. 1 2 3 4 à, 4 lá bố nồi lớn đó. Em đi sắt dinh thái luôn, combo nó gồm có 3 lá nè. 1 2 3, sắt dinh thái mệt không đi sắt lô lỗ sẽ vào bố của anh em. Đi kèm những xe combo full là 6 lò xo nồi đồng đều, không có đi là 3 nặng 3 nhẹ nha. Và phần cái bố em đi xe combo full là bố bạn lớn, còn đây bố bạn nhỏ nè, bạn nhỏ là bạn 4 ly nha. Đó, anh em mà muốn bảo dưỡng cấu hình cái bộ nồi chiếc quay thì ghé bên độ xe Việt Nam, bên em thì chuyên làm nồi dòng quay và dòng Future nha, chạy bốc nhẹ bên. Rồi, em chào anh em. Rồi, chào anh em quay đến 10 review cho anh em tham khảo. Chào sư phụ. Ok sư phụ. Rồi, tiến hành đáp phần cái bộ nồi sau trước nha. Thì đầu tiên cho phần cái lá bố, phần cái đế nồi, combo nó gồm có là 4 bố và 3 sắt nha. Lắp đúng chiều ha, cái chiều con thì nằm dưới, còn cái chiều quán thì nằm trên nha. Anh em lắp đầy đủ combo xen kẽ ha. Bố đầu tiên và thế sắt nha. Thì như lưu ý là nó có chiều con và chiều quán, thì bố cũng như sắt nha. Đó, thì tiến hành cho xen kẽ vô. Rồi tiến hành cho phần cái 6 lò xo nữa. Lò xo thì nó có 2 chiều. Anh em để cái chiều lớn nằm dưới nha, còn cái chiều nhỏ nằm trên. Tiến hành xíu mặt ép. Mặt ép gồm có 6 chân nha. 6 chân chỉ có 3 tán thôi. Anh em xiết đều như hình ngôi sao 3 cánh ha. Đó. Xù tiến hành là cho phần cái mặt ép vô và bằng 3 tán vô. Rồi, tiến hành cho định tâm cái phần cái lá bố nha, định tâm phần cái chuồng heo ha. Đó, cho phần cái chuồng heo để định tâm lá bố. Xong rồi tiến hành là cho phần cái đáp vô rất nhanh gọn ha. Rồi. Đó, ngành ướm vô phần cái cốt nồi sau. Rồi, tiến hành xiết đều 3 con tán nha, thì đều 3 con tán xiết 6 con sau nồi. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ nồi sau với lại cái chuông nồi trước vô nha. Đó, tới phần cái bộ lồng đền nồi sau và tới tán nồi sau nha nè. Rồi, em tiến hành bắn cái tán nồi sau ha. Rồi, tiến hành cho cái cùm bó càng nồi trước vô. Đó. Rồi, tới lồng đền chặn phe, lồng đền outside và tán nồi trước nha. Tiến hành bắn cái nồi trước luôn. Sau đó mình lắc kê lại toàn bộ cái lồng đền chặn phe nồi trước cho anh em ha. Rồi, tiến hành lắc kê lại 3 con tán nồi sau luôn ha. Rồi tiến hành gắn cái nắp lồng nhất ly đông. Anh em lưu ý là nó có miếng răng giữ nha. Anh em phải để miếng răng ha. Miếng răng cũ thì hư rồi, thay miếng răng mới luôn cho nó kín nhớt nha. Đó. Rồi, sau khi gắn cái nắp lồng nhất tâm, tiến hành lập lốc nồi và test thử để cho anh em cảm nhận cấu hình cái bộ nồi thái chiếc quay 110 nha. Test nhẹ cho anh em tham khảo. Còn quay 110 là một khu nồi thái bên độ xem nha, em ru nha. Đó, xe này em làm là đi của hình nồi thái. Máy là máy Future nha. Đó, đi có hình bộ nồi thái của dòng Future ha. Đó, chạy nha, không bị chạm rung rinh á, chỉ tay chạm rung rinh luôn. Chạm nhẹ vài đường để cho anh em cảm nhận cái nồi thái dòng quay nha. Đó, anh em mà chạy bị rung giật thì ghé bên độ xem nha. Bên em bị chuyên làm máy làm nồi dòng quay và dòng Future nha. Chạy bốc nhẹ bền ha. Đó, ghé thử vài đường để cho anh em cảm nhận con quay 110 luôn. Đó, em xe nhẹ bền ha. Quá sướng nha. Combo đi full nguyên cấu hình cái bộ nồi dinh thái, thay chuông của thái luôn, không có đi bố dán nha. Đó, quá ok. Combo đi full nồi ha, chạy lên ga là giọt ha, không bị rung giật nha anh em ha. Bao cho anh em xài lâu dài luôn nha. Đó, làm xong test thử thực tế để cho anh em cảm nhận nha và biết có được hoàn đầy đủ cho anh em. Đó, này là sướng nha. Đó, combo đi full nguyên bộ nồi thái dòng quay 110. Rồi, cảm ơn anh trai với 110 rất nhiều. Chào anh em.